Georgina khoe tủ đồ trong mơ. Người đẹp Georgina Rodriguez, bạn gái siêu sao bóng đá Ronaldo, hé lộ căn phòng thay đồ gồm quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu. Hình ảnh tủ đồ xa hoa của Georgina được cho tại biệt thự ở Ả Rập Saudi xuất hiện trong phần 3 bộ phim tài liệu I Am Georgina ra mắt vài ngày trước. Đoạn video quay lướt qua căn phòng người đẹp trang điểm và thử đồ với các kệ, ngăn, giá treo quần áo, phụ kiện thời trang hàng hiệu ở góc trái phòng. Bạn gái Ronaldo ưa chuộng các thiết kế quần áo, túi xách, khăn của Louis Vuitton nên có nhiều đồ của thương hiệu này trong phòng. Bên cạnh túi của Louis Vuitton, cô cũng sử dụng các loại túi hem, Christian Dior, Fendi và Chanel. Trong một cảnh quay, các fan phát hiện chiếc túi Hermes Steve Kelly được săn đón với giá bán lẻ 18.000 bảng hay chiếc Lady Dior Mini với giá 4.200 bảng ở trên kệ. Người đẹp cũng có nhiều giày thể thao. Người đẹp hai con đặt một chiếc bàn trang điểm ở góc phải căn phòng. Đoạn video quay lại cảnh các nhân viên tất bật chuẩn bị trang điểm cho Georgina khi cô chuẩn bị cùng Ronaldo dự một sự kiện tại Ả Rập Saudi cuối năm ngoái. Một tài khoản có tên Lovethome 7 với hơn 2 triệu follow đăng tải đoạn video và bình luận tủ đồ của Georgina là từ trong mơ với mọi cô gái. Phần lớn bình luận đều đồng tình nhưng cũng có người bày tỏ họ cứ nghĩ bạn gái CR7 sẽ có một tủ đồ lớn hơn và xa hoa hơn với số tiền mà cô kiếm được. Trước đó, trong phần 2 bộ phim I Am Georgina quay ở Manchester, Anh, Georgina cũng khoe phòng thay đồ có phần hoành tráng hơn. Phần 3 của bộ phim I Am Georgina ghi lại chủ yếu cuộc sống của Georgina ở Ả Rập Saudi. Ngay đầu bộ phim, cô nói cảm thấy nhẹ lòng sau khi được bạn trai thông báo sẽ rời anh sang châu Á cuối năm 2022. Người đẹp nói cả nhà háo hức với cuộc sống ở miền đất mới nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên họ không có nhà để ở ngay mà phải ở khách sạn khoảng một tháng. Bạn gái Ronaldo nói đó là một trải nghiệm mới mẻ khá khó khăn lúc đầu nhưng nói chung rất sôi động. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.